Ôi, ngồi quá mà tụi mày sao? Dở dở lên, dở lên. Dở ngoài, dở ngoài, dở ngoài đi. Dở ngoài. Thấy chưa? Bự lắm hả? Bự, con ếch này bự lắm bự. Rồi, 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 rồi. Hàng khủng nữa nha. Túm lại, sáng sáng. Đừng có túm lại, đừng có mát sáng. Túm lại đi con. Túm lại cái đi. Dở lên cao cao á. Mặt cái dưới á. Hàng khủng thằng Tư. Có chưa? Tại vì cái hang nó sâu quá, sâu mà. Bắt đi cho Thanh bắt đi. Chúng ta giữ cái đó, bắt cái dưới rồi, hay là bắt người ta lọt tay vô. Bên này nè, nãy chạy qua bên này. Bên lụ á, thì nó ra đó như lụ. Đây nè. Anh Thanh không? Nè nè. Đây nè. Nè. Mua thấy chưa? Chắc rồi con. Nghe phải chứ bên kìa. Thấy không? Quá rồi. Nó nằm ở trong cái bụng cái hang hết đồ luôn mà. Khai trương tay lưới mới rồi cả nhà ơi. Ra lưới kia nó vướng rác với cây quá trời luôn. Nên mua tay lưới mới đó không vướng rác nha, mà nó chắc hơn. Thì bữa nay có anh Tư, anh Mau, chị Tư nữa theo săn bắt bữa nay trên cánh đồng bắt ếch bữa đó cả nhà. Bữa nay anh Tư với chị với anh Mau không có đi làm. Sao ổn không anh Lụ? Cái lưới ổn rồi phải không? Ổn lưới này, ổn nè, mới vậy nó chắc ăn hơn. Này là ngon rồi. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Thử coi. Thử lại nha. Anh đi mầm mầm ní mảnh không Lụ? Ờ, vậy là ok rồi đó. Hôm nay mình làm 4 mét cả nha. 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi. Có anh Tư à, chị Tư theo. Ừ, chị chặn lý em coi đây coi. Ấy, cái chân lý. Ở đây là nghỉ bữa hả anh Tư? Nghỉ bữa. Quay giá gắn nó lột rồi hả? Hả? Giờ gắn giá giờ gắn. Gắn lột. Gắn lột rồi. Ừ. Nó. Ô, cái tụm đấy. Cục á. Này. Hả? Nha. Nha. Cái gì vậy? Ừ. Hết nó nhảy. Đó, giật cái đó. Ờ. Hả? Nó đó. Hết trời nè. Mày. Nó ôm cái tóc giác lại không mấy? Giờ nghe nó học lụm luôn. Nghe nghe thôi. Làm cái tóc giác. Hai khủng. Chủ tiết á. Á đó. Ừ, hết xào chớ. Em xả. Nó kiếm xả luôn. Đúng đó. Khủng ấy. Đó, nó. Nào. Nhảy con anh Tư rồi đó. Nhảy bắt luôn, nhảy bắt luôn. Anh Tư vô chưa? Mày biết không? Dạ dạ thử dở đi, dở đi. Nghe trúng. Trúng ở đâu trúng? Nhảy cái vô coi. Cái chân lưới anh Tư không xác rồi. Có đâu? Dính này Thanh, dính kìa, dính hết kìa. Đâu? Đâu? Ôi giời, Thanh. Thôi hả? Ở trong hang, ở trong hang. Hang hả? Ở trong hang phải không? Ừ. Ở trong hang á. Đậu khoe cái nó men kìa. Thấy không? Mẹ. Cái làm con hang. Dạ, anh ta đẩy lưới, đẩy lưới sát á. Nó tụng mày đó. Tụng. Ai mình đi tô tụng nè, anh đi mua hết đen xì ha. Nếu đâu? Dạ. Mua. Hai tự con. Ê. Rồi. Rồi. Hay hay. Chiều nay lên chợ chơi nha. Trong hang đó, trong hang á, mùa này nó vô hang hết rồi. Đủ quá hết. Buộc thêm túng nữa lại. Ở trong hang
con hả, ép già lớn bự rồi. Đây này, đây hiện thôi. Hả? Vô đây nè. Rồi, tiếp tục hành trình. Đâu? Đâu? Bự. Bắt đi, tầm xã. Ôi, no 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 no, không không không. Đi, thả đi. Hả? Thôi thả đi. Ôi, nhảy nhảy hút không? Ai ăn cái đó đâu? Đó rồi. Đừng ăn miếng. Thả đi. Để nó quậy nó ếch. Ôi, hai con nhảy hút hút lưới không? Mà ơi. Gì vậy? Mà ơi, coi coi hút lưới không luôn. Mấy ổng cầm câu ra bỏ cần câu ở đây nữa. Cái gì nữa hết? Để tháng sau lại móc mồ vô vậy. Ê, cầm này khó này thôi. Nếu mà cởi thứ thấy thấy cần câu màu nó biết. Màu đâu, màu đỏ không? Cần câu màu đỏ. Để tháng sau lại móc mồ. Vô đó, vô đó. Ê, cái bọng này ngang tư ơi. Ừ. Cái này là dưới nước chảy. Ai ha? Tư vô đây ngang tư ơi. Vô lưới rồi, vô lưới đi. Để ngồi nó nhảy uống. Học tiếp con tròn hết. Là kêu ấy. Nhảy thay con mấy con. Đồ, một em nữa. Dính vô nó nhảy hiện. Dính vô. Nó kiếm nhảy dính rồi mùa. Đâu. Không ngã, không ngã. Vừa. Tôi tập vậy luôn hả? Đưa mạo kìa đi. Anh hai tập vậy luôn. Ừ. Tôi chạy. Tôi chạy hả? Phải khỏe camera mẹ nữa. Rồi. Nó chưa đi hàng hết hả? Ừ. Nè anh. Màu nó chụp hàng anh bao. Coi con bắt nó. Nè nó nằm trên đó luôn. Ủa nằm đây hả? Ừ. Màu nó chụp. Ừ ớt mọc ha. Coi coi con bắt không đó. Đẹp trai, đẹp trai. Đẹp trai á, còn Nguyên á. Còn Nguyên hay con bắt? Ừ bên kia thôi. Sợ không có mắt. Cái này con bự bự heo ha anh Tư. Ừ bự không. Bởi vì nó ít nhảy vậy phải không? Ừ, nó... Bây giờ nó ít nhảy quá. Nhảy mình dạch nó mới được. Dạch dạch đó mới được, không dạch nó ít nhảy lắm. Không có mà đâu con. Má lửa đi. Anh đi đâu con? Dạ. Anh đó. Dạ. 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 Anh nó tức nó không tự nó cột nó ngập lửa. Thôi. Đi trên bờ á. Lưỡi chân đi mò. Ai vô chết nào một tô nó nữa đó. Ôi mặt nó. Xìa chết rồi đấy. Rồi chết cả mồm. Cái này nằm một cục luôn mà. Duyên không ở trời. Duyên bụi xuống rồi. Đi nè. Bụi xuống hết. Bụi xuống hết. Ui. Có là 3-4 con luôn á. Ôi cái bọng nha. Ừ, tóc cái bọng đó ra. Nó trâu nổi. Hả? Trâu yên của nó. Đúng rồi. Phơi nắng đấy. Ừ. Ừ, đâu đó. Ở đâu? Vô cục đó nha. Ba trái đó nhóc chân kìa. Đâu? Hả? Làm dây đó hả? Leo dây chín nhóc chân kìa. Rồi làm vậy đó. Không, không thể mau được hả? Không được á. Chua chua mà ngọt. Nè. Thử rồi. Có rồi. Đây có hả? Lỏng hả? Lỏng hả? Lỏng hả? Thử. Không mà ăn được mà. Được rồi, ngọt này. Ít nằm bạ đi hết rồi. Nằm lỗ thì do không lỗ. Đi nha. Má kia là nãy chị thank you.
về đó thử mà. Sâu dữ vậy nè. Rồi quá rồi, bự rồi. Dạ dạ lên, dạ lên. Dạ ngoài, dạ ngoài. Dạ ngoài đi. Dạ ngoài. Chưa. Bự lắm hả? Bự con ớt này bự lắm bự. Rồi. Rồi 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 rồi. Ăn khủng nữa nha. Cúm lại, cúm lại, cúm lại thanh thanh. Cúm lại, cúm lại thanh thanh. Cúm lại đi con. Cúm lại cái đi. Dở lên cái cao á. Mặt cái dưới á. Ăn khủng nha anh Tư. Có thấy chưa? Tại vì cái hang nó sâu quá, sâu mà. Bắt đi cho thanh, bắt đi. Cúm ở dưới cái đó, bắt ở dưới rồi hay là bắt nó lọt tay vô. Bên đây nè, hãy chạy qua bên nè. Bên lụ á, chìm ra đó như lụ. Đây nè. Anh Thanh không? Nè nè. Đây nè. Nè. Mua thấy chưa? Chắc rồi con. Nghe pha cho bên kìa. Thấy không? Quá rồi. Có nằm ở trong cái bụng cái ăn hết rồi mà. Có còn con nào nữa không? Có còn con nào nữa không? Ở kia nằm hai con chừng. Công ty hai vợ chồng đó. Hai chồng hai. Nó nằm một cục lắm bóng mà. Ờ. Ê, nhiều nha. Hả? Nhiều đó. Ba con. Tại tay em thọc tới nó sâu quá. Nó dướng chày đau chết vậy. Nó tung ra hả? Ờ. Tung cái tay luôn hả? Ờ. Tại cái hang nó bự mà. Hết rồi. Được. Chạy hả? Chạy, chạy ra em. Chạy với anh hả? Con nào nó vô nó nằm trong hang mập đúng không? Được không á? Ừ. Nằm trong hang hết rồi. Nó lại vô không rồi. Giống như nó tôi chứ không? Nó tôi đè xuống cho nó gác ra thôi. Nó có thằng Thanh. Một hang tôi hai đầu hay sao á? Để đâu rồi? Vô rồi, nãy nó nhảy vô rồi. Dính đây nè. Đâu? Đó, à, anh Tư Đinh Thanh. Trời ơi, tôi tưởng mắt rồi. Có cái nhỏ hả? Hả? Đinh Thanh. Ở kia có cái bọng kìa. Ờ, con đó ngon rồi. Mà nó ngon nè. Rồi. Cầm đi. Ừ, tại lọn đường dưới mà. Nó nằm em mua. Anh Tư dính, anh Tư dính. Rồi xuống đi. Này đừng có la rồi. Ôi trời ơi. Khi ếch vậy mà chẳng. Thì dính rồi. Chẳng cái gì. Con đừng có dính rồi, dính cây rồi. Con vô một lượt đó, con đừng đi trước. Hàng là cái giỏ nó đi vô phần. Nhảy. Nó bỏng mà ha, nó bỏng bỏng đó. Ồ đắt lên đó. Vừa xin lỗi. Thương tí. Hả? Tà lọc bên đi, tà lọc bên đi. Thanh mưa à, bỏng với mẹ lắm. Mới hả? Mới cái đấy. Mưa đó. Mưa đó. Nghe đặt đây. Hí. Cũng chế chứ. Cũng chế chứ. Cũng chế. Ê, ướt kìa. Thanh, không, cái máy cái nước á. Cái chân á. Chân quá đó, bỏ cho bỏ đi tắt. Lực lên tí chứ. À, chân quá cánh á, bỏ đi tắt. Bỏ đi tắt một khối nha. Ừ, nó lại bị nước không? Anh Tư dính ra đây kiếm chết. Thôi, anh Thanh. Rồi. Wow, 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 quá ôi.
bự bự dính nữa rồi, bự bự trong cuốn này đâu, bự đây con này nè, nhảy chưa anh Tư, anh Tư giở lưới ra anh Tư. Anh Tư nhờ anh giở giở lưới ra đây, nãy anh vô gì hết hấp trong cuốn hết rồi á, còn con nào nữa không? Mới nhảy đây con, mới nhảy còn đúng không? Dạ gì hả lưới nó mới rồi. Cái khủng. Rồi. Có rồi. Thôi nghe. Chưa. Chưa. Đấy, 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 đấy xuống nè. Nhảy xuống hả? Ừ, đấy nè. Ừ, còn còn. Hết đãi ai rồi. Ú, thật hai cái có nữa nè. Đâu hang hả? Đây, 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 đây con này. Đấy, thật chưa đúng rồi. Cái bọng người sâu dữ ta. Ui, mày. Ôi, nhảy xuống. Ê, chuột, 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 chuột. Ui, vậy. Đổ, đổ, chuột. Chuột, chuột, trời đất ơi. Ôi, ôi. Hey ba, còn quay tiếp cho bông ơi. Còn cái hang này có ếch không? Sâu lắm. Vô. Trời ơi. Còn cái bọng này có ếch không? Thử ác. Không tới, tự uổng quá. Sâu lắm sâu. Móc quá ếch. Móc cái nổi. Đây nè. Móc cây. Cái cây đảo. Ủa. Thuốc rồi đó. Đấy, ơi. Lấy ra, lấy ra cái nhánh cây á, sọt sọt á, sọt sọt lên cho nó nhảy ra. Nhảy nó đó, bẻ, bẻ một chút đi. Biết là mày người đứng nè. Hả? Đóng tới đây nè. Rồi, sọt tiếp đây. Sọt sọt á, nó nhảy ra. Mẹ sọt cuốn đây ra hang này đó. Dưới là chuột. Đây, 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 con. Hả? Đấy, dưới đây con. Đâu? Hàng, cuốn giò, thầy luôn. Mà nhớ là ếch tiền. Cá cá bả. Thôi, hiện con đi, hiện hiện đi. Mau mau đè đè cho nó nè. Đâu? Dính này, dính này mau ơi. Nó cảm gì cụp cụp nè. Đâu? Đây nè, đây nè nó cảm. Bự lắm, bự lắm. Ủa vậy? Lên lên lên. Rồi. Đây nè, chỗ đây đây mau nè. Bự lắm. Những cái cụp cụp nãy. Wow, heo mỏi. Thằng ta. Nó mối mà. Không chuột. Ủa. Vô cục đá đó thôi. Rồi, vô lưới rồi, vô lưới rồi. Chạy ra lên, lên. Vô đâu? Ơ nhà. Đây. Ơ vũ vũ vũ. Đi đâu đó. Đừng có ra lên, chứ ra tụm lại. Rồi, cái này thấy thấy đây đỡ nè, con tôi. Quay ra chỗ khác, quay đi. Không quay. Kìa. Đây ơi. Còn nữa hắn cái vô. Hai con chuột. Chuột này hết. Ở đâu hai con vậy? Rồi. Hả? Hai chuột hai lớp nữa. Còn đó. Ủa sao không thấy qua chân nào nè? Bên kia đây. Chuột này hết rồi, hết chỗ chạy rồi. Hết chỗ chạy. Ôi con còn bự quá hết. Ông Thảo ấy nữa. Ở thằng bạ lỗ gì cho nè, anh chạy luôn á, giận á. Tổng còn ngon ngon, anh già đã năm tổng rồi. Bên đây là thanh túm lại, thanh vậy con túm lên, túm bắt cái dưới đi đó, qua bự rồi hả, bự bự nè, rồi khóa thanh này cái gì vậy, đây là con bắt con hai con luôn. Ủa con hả, túm lại con nhện tư đi, rồi đi vô vô lục bình nữa, nhện tư nhện tư đó đó, chụp cái dưới, chụp cái dưới rồi, giờ đây bung ra gì đó nè,
Ngon rồi. Ăn kìa. Thấy cái nằm trong đó kìa. Thì cái đó em. Em gái Cà Mau. Em gái Cà Mau à. Em gái Cà Mau. Cũng chạy hả? Chạy. Thấy không? Kêu thằng coi kỹ kỹ. Ừ, vậy mà anh chết chạy chạy mà không muốn chạy ra đúng không? Con nào con nói. Ngon rồi, ngon rồi. Từ từ nha. Ngon rồi, ngon rồi. Ít nhẹ không? Ừ, con nào nó bự ha. Này ít. Ừ. Ừ. Qua giá, qua giá hết. Tốt. Cây không nè. Cây không nữa, nghe anh mau rồi. Không còn mà. Có chuột kìa, chuột kìa. Nó chạy lên trên rồi đó. Bao con chuột không? Chạy lên trên rồi. Bao chuột lên trên rồi mau ơi. Ừ. Đây, đây, đây. Chạy lên đủ rồi. Đây đây. Chuột bự á. Đó. Đây nè. Dưới dưới. Đó. Ui, ui, ui. Xuống lên. Không phải. Đây nè đi nè. Mau. Kìa. Đây lên rồi. Thôi. Thôi. Dính rồi. Dính rồi. Đây là cái nhà. Đó ngon. Chạy hả? Không dám chạy qua em. Nó. Nè. Con là bị đó. Bị rồi. Dạ. Họ hết rồi. Hả? Họ mình hết rồi. Không. Hả? À? Tàu. Chị tôi cầm không? Qua hai tàu. Đồ ngọt hơi. Không. Có khắc chướng á. Thanh quay lưỡi Thanh. Ê, ê, dám ra Hiện. Đâu? Dám ngăn bộ đó đó, bỏ chỗ Hiện á. Đổi chỗ cái tên. Ôi, ngăn bự. Xuống chưa? Đi qua, qua bên Thanh rồi, qua ông rồi. Thấy đâu? Qua bển rồi. Thấy. Qua con rồi đó. Rồi chỗ. Thôi, xuống dưới. Xuống, xuống dịnh, xuống. Ê. Gì vậy? Chạy xuống cái gì? Kè. Kè qua bộ rồi. Kè. Cái mặt kia. Cái lúc qua bự rồi. Chạy qua bển rồi. Kè. Âu chân nha. Dính này, dính này. Dính chưa? Dính này. Nè. Nó bên kia con nó kìa. Ở đâu? Gắn cái gì kia đâu? Qua đã cả nhà. Ừ. Gắn nước. Đó, gắn hả? Ừ. Đâu? Mớ bạch á. Thì mấy ông quay nó đứng á. Ê, ê. Từ từ. Đi nhỏ rồi. Đi nhỏ rồi. Đi còn nữa. Để. Không thấy là thấy mở đây. Để đâu ta? Còn còn nữa, còn dưới đây nữa hả? Ờ, nó đang muỗng mất rồi. Hả? Nó mất rồi. Lên từ hai cây điện thôi nè. Nó chạy rồi. Dạ dạ đi coi lại. Cái móng. Ồ, có đâu? Có đâu mà bỏ gạn luôn. Nó xuống rồi nào á? Đây rồi, đi rồi. Đừng gắn nữa. Cái này nào? Vô cây đó, hiểu. Đập. Cái chụp phá qua lại cho cái dính đi chứ. Có cây cản được luôn lại đó. Đây nè, lụm này nè. Rồi, đổi về đi. Xong luôn. Đổi, đổi. Nhào vô cây á. Đổi lưới ra vô cục đó đó. Cục đó là êm đó đó. Ừ. Cái cuốn nó hay miếng á. Luôn được mua, luôn được mua chứ. Được, chơi với cái bầu. Cái bụi trên bầu này nó gì. Nó nhỏ nhỏ. Cô có động không? Có gì của cỏ như vậy. Đây hả? Ê, khoan, hình như không gắn cái gì nè, khoan ha. Đâu.
Thôi à, đang nuôi cho bá luôn hiện. Kệ thấy rồi, thấy rồi. Thanh lên trên thầm thanh. Đâu? Dạ, ra. Tụi lắm, ôi ui. Ui. Dính, ai vô lên trên đè đi. Khoan hả hiện. Từ từ, để tôi lên, để tôi lên. Khoan hả hiện cho bác ha. Ừ. Bởi vì tôi thấy rung rung hải. Để tôi đè ha. Khoan ha. Thôi chạy á. Đừng chạy ra, đừng chạy. Ê, nó chạy lên lũ ơi. Hả? Nó bò, nó bò. Nó bò ơi. Nó bò, bò, bò tới trước rồi. Đó, xuống nó dậm nó, đó đây nè. Nó anh Tân xuống lắm rồi. Dạ lên, dạ lên. Dạ lên, lên. Dương cây rồi. Ê, 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 Yo. Uống nước nữa. Vẫn. Đi lên lỗ cái mưa. Hả? Cái gì mà tao tử tay bên này. Ngon ha. Ừ. Ừ. Đi đi vô đánh cục nó kìa. Ừ đúng rồi. Đừng có người tụ đứng đi. Đánh cục. Ờ, bỏ nó mà đẩy vô. Ồ, nằm im đi. Sao mà đổ cầm ra nghe nè. Hả? Rồi. Dạ. Lẩu cú. Lẩu cú á. Lẩu cú á. Ừ. Gắn nó nằm ở trên cái lụm đó luôn ha. Lẩu cú. Thử rồi. Thôi lụm mình sợ có gắn bò nó đó nha. Chưa? Ủa, vô một con ơi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô lên cái đi. Bò. Thanh tâm lưới thanh ơi. Nhướng gì anh Tư? Cỏ. Cỏ, vô rồi. Vô lên, vô lên Tư, vô lên. Nhướng cỏ. Không, 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 tiếp, tiếp con. Vô phong quỷ là phong hôi rồi. Thêm bản này, thêm chân bản này. Thanh thanh chào phải. Cá tiên cổ. Đâu? Chạy qua đó. Dạ lên, dạ lưới lên rồi tôi mới bắt cái dưới. Anh tới dạ lên. Dạ, 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 sao nổi. Nó hết lên rồi. Ông lộ đi, chơi dưới luôn. Đằng, 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 đằng thanh kìa. Đó đây nè, Tư, đó mà không. Dính. Đó ơi. Ngồi dưới này, dưới này. Cẩn thận nghe con. Ngồi uống cái đấy. Rồi. Ồ. Quá sướng. Rồi để anh em lục coi cái nữa coi có còn nằm cái hang nào nữa không. Nó trong bụng cây á. Còn nữa đó. Đi đi nữa hả? Nó trong bụng cây này nè. Thả lão. Thôi có sót con nào trong bụng cây nữa không? Hổ chứ, hổ ấy chứ. Chắc là có. Có cái bổng nữa nè. Ở đó. Dạ, nãy thấy ông này đâu nè. Thấy rồi. Dạ, 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 bỏng dưới đây nè. Đi tôi ơi. Bỏ cái lúa này mày đi á. Mày ơi, đang cho nó bỏng. Nè. Mày. Đang cho nó bỏng cái này. Thôi. Chó gì dạ quá. Quá khủng rồi. Gì vậy? Hết. Dính ra kìa. Ừ bắt bắt nó con. Ôi. Vậy. Trời ơi. Ôi. Má ơi. Mà không. Mưa chết hồi nãy chứ. Mưa hàng. 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 Mưa
hết nãy rồi. Kìa, bỏ bỏ cái chú mau kìa. Chuột. Chuột lắm. Kìa bỏ vô đó kìa. Camera quay chưa? Chưa. Rồi. Có đi lụ ơi. Ừ, nha, nhẹ nhàng nha. Đấy là vừa cái rồi. Đâu cho con lắm anh coi. Cái bắt đi, cô bắt đi. Hello. Bắt đi. Hello. Nó nhảy à? Bên chơi này, bên chơi này, nhảy bên chơi kìa. Nhảy nhẹ. Nhẹ hơn. Đâu rồi? Đó. No. Xuống đây, xuống rồi. Được chưa? Con này không được. Đó. Bắt đi. Nè con bắt đi. Đó, đó. Ê, hạ cho tôi. Túm lại. Trời ơi, chạy. Trời. Chạy. Cái chạy hả? Đó đã. Ngon cục. Nó hiền. Đợi chạy đâu hết rồi. Bọt không ai. Thằng nào đi cũng vỏ ha. Đúng không cả. Từng ha. Bữa nay ớt bự không chị Tư? Con này nè. Con nào cũng lấy cái này cả nhà. Bụng trong bốc luôn. Mua đi em chín cái mặt. Này ớt khủng không à. Nặng là chị Tư ơi. Nhiều quá. Chị má 2 kg không? Chứ hai chị ngoảnh lẻ. Buộc cái thanh nè, vô này con. Buộc chắc vô. Ôi, đi về. Khác đi về. Thôi. Anh nghe đoạn đây à, bữa nay chế biến cả nhà của này lại nhà của anh Mau à, ông bác ba của anh Mau cả nhà lại đây chế biến này là cũng làm gầu vậy cả nhà. Chị Tư đang nấu này xào lăng hay chị Tư? Xào lăng kho riêng. Của hồ bác cũng làm mà thịt kho riêng hả ông bác? Nãy giờ mấy anh em cũng về tắm rửa đó nha, thì nhờ chị Tư nấu giùm. Củ hành trắng hả chị? Đi một hồi xương xương nghe anh Tư. Ừ, thì hồi xương xương ăn cơm chén nè, thấy vô quay cái rồi bây giờ dọn ra ngoài anh em ngồi đông chút. À. Gì đấy. Ớt này còn bự hay chứ Tư. Tháng này nó khôn rồi, nó vô hang hết rồi, nó không nhảy. Khỏi đâu, đừng có để nước. Thơm chảnh. Nó đập được rồi, nếu như chảnh. Cho em sợ chảnh.
Mau mời có làm anh mau. Thôi vui nào à? Mời nghỉ hả? Tập tới 2 ngày mới đi. Ừ. Vậy là làm gần đây luôn hả? Ê, làm gần đây. Dạ. Dạ nó à. Dạ nó nấu mà phải được kiếm. Để sao? Đây à. Đây là hàng khủng à. Cũng được à, vậy là 4-5 con rồi đó. Ừ. Nhãn cho mình hết luôn. Chị Tư chừa cho chị Hà mấy con. Nhiều lắm á. Chị Thơ nấu mấy bữa nay là dướng đám lum hết rồi. Thơ nấu miệt vườn. Thơm mà chị Tư ơi. Ừ. Tại vì mình lột da thì nó hơi trắng trắng á. Ừ. Vô ha. Ừ, thơm nữa nè. Ớt xào củ hành. Ớt xào củ hành. Tại vì bữa nay lại nhà anh Mau chế biến bữa đó nha. Tại vì đằng nhà anh Lụ thì có đám á. Có đám nên có nhạc nên không có chế biến rằng nhà của thợ nấu miệt vườn. Em sợ hôm bữa bị tới giờ em sợ nhạc quá. Dính vô một cái khó đỡ. Rồi để nắp đậy lại đi. Đậy lại để mai ăn cơm. Anh Tư giấc kiếm tới nhà luôn á. Thịt nó chắc còn chứ. Ừ. Ít đồng mình mà mình xào gì cũng nó dính cứ ngắt ha. Hết đồng thịt nó dẻ. Nó dẻ nó khác. Chảo luôn nè. Chảo luôn á. Camera chưa cho anh chảy cái miếng rồi đó. Cái đùi. Cái đùi bự ha. Trời ơi. Thấy cái đùi luôn. Hay. Nhìn thấy đùi thấy thèm luôn á. Ếch ếch khủng chú ngủ trong hang không à. Tháng này nó khôn ha, nó bự lên để vô hang nó nằm á anh ơi. Có mấy con nhảy ngoài mấy con nhỏ nhỏ không đó. Con nhỏ. Ừ. Ếch cũ nằm trong hang không à. Hấp dẫn. Cái này chắc chia ra hai dĩa quá. À. Mình chia ra hai dĩa đi, chùi cho bác bít gấp cái đùi bự rồi. Đây cũng xong hết rồi cả nhà ơi. Hôm nay đây nhà ông bác chơi. Dịch xào riêng. Dịch xào riêng với món ếch xào củ hành. Mời cô chú anh chị và các bạn dùng bữa với gia đình ông bác với anh Tư với anh em luôn nha. Thôi, mời cả nhà dùng cơm với gia đình chú Hơn luôn nha. Anh lên lên, mau. Không ổn bỏ cái chân nữa. Nó bay đấy. Nó đi. Cười đi. Có cái đồ bự dưới anh Tư. Đây nè, gấp cho bác cái đồ bự dưới đây nè. Đúng rồi. Ôi. Đồ bự.
Nước mắt quê hương mình đâu anh Tư? Ngon quá. Nước mắt quê hương làm gì vài ly cho nó mát. À để lo mình sẽ thổi đã. Em mời cái nhà dùng cơm ha. Nửa lít đó là xay rồi đó. Ngon. Chào cho bác sư lớn chứ đây. Mới tới nhà uống rượu. Dạ. Ớt đây gấp ăn đi chị Tư. Ớt ớt hả? Lên rồi đó. Rồi, mời cả nhà đi ha. Đó, bạn cả đấy. Ở dưới chợ. Này có dĩa cốc của chị Tư nè. Cốc chấm ớt. Rồi. Cốc dưới ớt là vô. Dạ, dĩa ớt hổng. Hôm nào rất là học như thế này. Thì trước tiên em cũng gửi lời cảm ơn đến bác với anh Mau, anh Tư với chị với anh em luôn, cảm ơn rất là nhiều. Đẳng lên nhạc nữa anh Đụng cầm cưới á, cưới lên nhạc cơ đúng có đông á anh mạnh anh Tư. Sao mày ăn ăn nhiều quá sợ không đủ mai không phải đi nữa rồi. Đúng rồi. Không, nếu lên kinh trên á, kinh trên ít nhiều lắm, ít bự. Nhiều gắt nhiều nhiều rồi, dặn hoa nghỉ được một bữa. Ăn hết rồi, còn phải đi nữa à, nghỉ. Phải đi nữa. Tại nó ngon quá, ăn hết rồi bởi ngủ. Ngon là thịt thôi. Chặt 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 xong đi. Ê, cho anh Lụ ly cái. Lụ uống ly cho không? Anh trai vô ngồi sương sương luôn anh ơi. Mời cả nhà cùng nắm mắt quê hương với gia đình nhà chú Hương nha. Nào quá. Không uống bạc đi. Mời anh Tư có làm anh Tư. Hả? Mời có làm không? Mời chưa biết nó về chưa nó gọi. Mời không có làm đâu, có làm không? Nếu mà có bắt nó gạt cái khu trên đó nó nụ. Hả? Cái khu trên đó. Ừ. Cái khu mà cái khu đó mình không ít dạch đó. Ừ. Khu đó ít bự không anh Tư? Bự mà nhiều nữa. Nhảy bực. Bữa. Không ít bự tôi mới đây nghe, ít nhỏ nhỏ. Cái đợt trước đó là mình bắt cho anh Tiền đó là mình đâu có giặt nữa ha. Ừ đúng rồi. Chỉ là lấy cây mình đập ở trên là đập ở trên nó nhảy xuống rồi. Khoái có bự không con đáng con. Đúng rồi. Đó là gọi ít bà không đó. Đấy, hôm bữa lúc trước đó, bắt với Hiện ha là hai con gần cái ký Hiện ha. Hai con nó cỡ chắc cỡ 800 gram có. Nó đang rồi rồi luôn. Nó đem rồi lùi như cục than vậy đó mà không khỏi nói. Có luôn. Qua văn không? Hả? Có qua văn không? Gần nhân bông rồi đó có qua văn đẹp. Anh Tư này nói thêm hoài quá anh Tư này ơi. Phải rồi, phải có qua văn chứ đúng mong thấy không? Chị Tư gấp đồ ăn đi chị Tư. Ừ. Ăn đây nè. Tại chị Tư hay lúc này hay mắc cỡ đó. Ngại á tại. Trời tại vì nãy giờ lúc lùn nó chưa thấy đùi nào nên để. Yeah. Năm kia đi xóa. Để bắt em yêu quá không? Bắt em yêu lắm. Để chồng gấp cho. Không đoán. Dễ dùng rồi lại đi. Bậy đi. Cắt đó. Nè. Cục xương nữa đi. Nè. Cục tạc đuôi. Mấy cục tạc. Dễ rồi. Từ thôi nhầm.
quái này thật anh ta này đông vua con ta đi ra bà cháu yên gì mới ngồi xuống mấy ngồi lại tên không á cái món này ngon quá bỏ món của bác của anh tôi rồi món tôi là lụ làm vài ly cho đỡ nhức mỏi đi. Là xuyên xuyên với nó mạch máu cho nó lưu thông hết. Chứ lâu quá cũng không có nhậu ở cả nhà. Nói chung đi đi làm nó quải quá, mấy anh em không dám uống. Caramel cái này sức yếu rồi không có nhậu được. Ủa thì nó ra bán nhiều lắm. Tôi có 500 bọt. Bọt cho lọc qua cốc nướng bầm như thế. Mắm quốc ạ. Mắm quốc ạ. Bọt mấy chạm bà đang vô. Đang vô. Ôi thua chết rồi hả? Hôm nay mà đâu cưới gì để giữ thử coi nó chịu ăn không? Không ăn rồi. Đang ca nè anh Tư. Hả? Đang ca cái cầm dĩa 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 me ha, dĩa móng guốc. Không giờ không ai kèm nhau bu gì kêu. Mình đi chỗ đấy gần gần cái cây ca sĩ á. Đi ăn ta ăn làm nơi đó. Ca sĩ thử kèm làm hồi xưa kìa. Thôi gần tay ra. Ồ. Nhiều nước miếng nó khỏi hết được luôn á. Nhưng mà cậu nó cùng mình khuyến á, cứ chết một hạ lệnh ta phong xả lại đó. Tông bèm bởi lê à, cô nín bèm bởi lê ra. Và đấy gì gì khai, đi dân lỗi rồi nè. Bây giờ video cũng chắc kết thúc ở đây cả nhà. Thì để cho bác với anh Tư với mấy anh em ngồi lai gai. Thì em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Bây giờ em cũng chuẩn bị thu ship về cả nhà. Thì để cho mấy anh với bác và ở lại chơi. Chắc video của gia đình mình hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha. Mình chào tạm biệt cả nhà.